Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục giải cho các em đề thi trung học phổ thông quốc gia môn toán, chuyên đề khối đa diện. Đề ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em đó là đề minh họa năm 2018, gồm có 6 câu. Như vậy nó hơn năm 2017 là 2 câu. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung bài học. Đề minh họa năm 2018 bắt đầu ở câu số 4. Thể tích của khối chớp có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng p là v chớp bằng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. Đáp án là câu A. Tiếp theo là nội dung của câu 18. Cho hình lập phương ABCD, A phải, B phải, C phải có cạnh bằng A, tham khảo hình vẽ bên. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD, người ta vẽ cho mình rồi nè, và A phải, C phải bằng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Chúng ta sẽ có hai kỹ thuật chính, một là tìm đoạn vuông góc chung, hai là tìm mặt phẳng song song nha. Và đối với những cái bài dễ thì thường sẽ là tìm đoạn vuông góc chung, rồi kiếm một cái đoạn thẳng mà vừa vuông góc với BD vừa vuông góc với A phải C, đoạn nào? Câu trả lời đó là đoạn ở đây nó có điểm O này, đúng không? Và tâm ở dưới là ô phải. Thầy nối ô với ô phải lại. Đấy. Thầy ô phải chính là đoạn vuông góc chung. Được không? Đoạn vuông góc chung là một đoạn thẳng mà có một điểm thuộc đường này với một điểm thuộc đường kia nhé. Vậy nó phải vuông góc với cả hai đường người ta cho. Được không? Đây chính là ô phải. Vậy khúc này là bao nhiêu? Khúc này bằng A. Đúng chưa? Vì nó bằng chiều cao luôn mà, bằng A. Hình lập phương mà bằng nhau hết, như vậy khúc này bằng A. Đáp án là câu B. Được không? Rồi tiếp theo ta sẽ đến nội dung của câu 19. Cho hình chớp tứ giác đều SABCD có tất cả các cạnh bằng A, gọi M là trung. Đây. Người ta vẽ hình cho chúng ta hết rồi. Gọi M là trung điểm SD. Được không? Năm 2018 thì người ta vẽ hình cho chúng ta. Tham khảo hình vẽ bên. Tính tan góc giữa đường thẳng PM và ABCD. Góc giữa đường và mặt. Rồi góc giữa đường và mặt thì bằng cái gì? Góc giữa đường và mặt thì bằng cái gì? Góc giữa đường và mặt là bằng góc giữa đường và hình chiếu, đúng không? Rồi ghi ra đây. PM với lại là ABCD đường và mặt là bằng đường và hình chiếu. PM thầy sẽ viết lại. Được không? Hình chiếu của PM lên mặt ABCD. Hình chiếu của B lên là điểm nào? Hình chiếu của B lên là điểm nào? Hình chiếu của B lên là điểm P. Vì B thuộc ABCD, còn hình chiếu M là M gì vuông góc ABCD. Được không? M gì vuông góc ABCD. Rồi khá là khó nhìn, đúng không? Nhưng chúng ta có hình này là hình gì? Hình chớp tứ giác đều nha. Cho nên nó sẽ có tam của đáy nè. Và SO vuông góc với LO nha. SO vuông góc với đáy. Được không? Đó, vô tình mình vẽ như thế á, mình sẽ thấy là trong mặt phẳng SBD nè. Thấy không? SBD, PM sẽ cắt SO, đúng không? SBD, PM cắt SO tại một điểm là điểm G. Ổn không? Điểm G. Như vậy đường thẳng BM cũng giống như là đường thẳng BG. Hiểu không? Đường thẳng BM cũng giống như đường thẳng BG nha, nó là một đường mà. Và thầy chỉ việc tìm hình chiếu của ai thôi. Thay vì tìm hình chiếu của M mệt, thầy sẽ tìm hình chiếu của G nha. Hình chiếu của G xuống là điểm O. Rồi thay BM bằng BG nhé, cho nó dễ. BG và BO. Này có gì chung? Hai đường này nè, P chung OPG. Đúng không? OPG. Rồi tam giác này là tam giác vuông. Đề yêu cầu là tính gì?
tan đúng không? Tan thì bằng cái gì? Đối chia kì à, tan OBG thì bằng đối chia kì. Đối là cạnh nào? OG, OG chia cho OB ha. OG chia cho OB, tan bằng đối chia kì. Thế thì OG bằng bao nhiêu? OB bằng bao nhiêu? À, OB là dễ rồi đúng không? Đáy là hình vuông, người ta cho đáy hình vuông là cạnh là tất cả các cạnh đều bằng, tất cả các cạnh đều bằng A hết nha, người ta cho tất cả các cạnh đều bằng A hết. Thế thì theo các bạn OB là bao nhiêu? Đáy là A hết nhé, thì BD là A căn 2, một nửa là A căn 2 chia 2, được không? OG thì chưa biết, nhưng mà thằng này là A căn 2 chia 2 là OG. Bạn nhìn tam giác SBD nè, có BM là đường trung trung tuyến, SO là đường trung tuyến, thế G là trọng trọng tâm, hiểu không? G là trọng tâm thì OG sẽ bằng 1 phần 3 của 1 phần 3 của SO, được không? Trọng tâm chia đường trung tuyến thành 3 phần, ở dưới này 1 phần và dưới này 2 phần, trên này 2 phần, như vậy là OG sẽ bằng 1 phần 3 của SO à, bằng 1 phần 3 thầy sẽ viết lại. Rồi A căn 2 chia 2 thầy cũng sẽ viết lại đúng không? Rồi thế thì SO bằng bao nhiêu? SO chúng ta dùng Pythagore thôi. Nó là căn bậc 2 của SD bình trừ cho O. OD bình. Là bấm là bây giờ bấm gì? Căn bậc 2 của rồi, SD bình là bấm 1 đúng không? Trừ cho OD bình. OD là căn 2 chia 2 đúng không? Bấm số thôi. Rồi ra kết quả là A căn 2 chia 2. Ổn không? Ổn không? A rút gọn cho A căn 2 chia 2 hết, còn lại 1 phần 1 phần 3. Được không? 1 phần 3. Như vậy đáp số của câu 19 sẽ là câu câu D. Được không? Rồi ok. Câu 20 cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA bằng OB bằng OC, gọi M là trung điểm của BC. Tham khảo hình vẽ bên. Góc giữa OM và AB bằng đây. OM và AB, chúng ta thấy OM và AB chưa có gì chung hết, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ phải kiếm thằng chung cho nó. Có ai song song OM chưa? Thì chưa. Có ai song song AB chưa? Chưa. Được không? Cho nên chúng ta cần phải kẻ kẻ đường song song. Có M là trung điểm của BC thì thầy có thể dễ dàng kẻ được MN song song với AB. Trong đó N là trung điểm của A, AC, thầy kẻ giùm cho bạn rồi đó. Được chưa? Như vậy là góc giữa OM với AB sẽ thay bằng góc giữa ai? Góc giữa OM với M, MN. Được không? OM với MN nó chưa có bằng cái góc OMN đâu nhé. Chưa bằng góc OMN đâu. Bây giờ thầy sẽ đi tính này. Góc OMN à, tính góc OMN. Rồi để tính góc OMN thì ghép nó vô tam giác vậy. Ghép nó vô tam giác OMN luôn đúng không? Cho tính cạnh nhé. Tam giác OAC là tam giác vuông, có ON là đường trung tuyến thì bằng nửa cạnh. Nửa cạnh huyền đúng không? ON bằng một nửa của AC. Đúng chưa? Rồi tiếp tục là OM. Tam giác OBC là tam giác vuông, có OM là đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền bằng một nửa của BC. Rồi, còn MN, MN là gì? MN là đường trung trung bình thì bằng một nửa của AB, à một nửa AB. Mà thấy là OA bằng OB bằng OC,
OA bằng OB bằng OC. Cho nên AB bằng BC bằng AC. Được không? Mấy cái tam giác này bằng nhau hết á, tam giác OAC bằng tam giác OAB bằng tam giác OB BC. Trường hợp là cạnh góc cạnh, được không? Thì khi đó là AB bằng BC bằng AC. Mấy thằng này bằng nhau hết. Mấy này bằng nhau hết. Thì chứng tỏ ba thằng này sao? Bằng nhau. Chứng tỏ là tam giác OMN là tam giác đều. Đúng không? Tam giác đều thì góc sẽ bằng 60 độ. Câu 20 là câu C. Được không? Rồi, tiếp theo ta sẽ đến nội dung của câu 21. Câu 21 có nội dung như sau. Cho hai hình vuông ABCD và ABEF có cạnh bằng 1. Vẽ nó ra nhé. Hình vuông ở dưới đáy nè, ABCD. ABCD. ABEF thì giao tuyến là AB. Thằng này dựng đứng lên. Đây. ABEF cạnh là 1 hết nhé. OK nghe. Lần lượt nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Hai mặt này vuông góc với nhau. Gọi S là điểm đối xứng với B qua DE. Đây. Nối cái thằng DE lại. S đối xứng với B qua, đúng không? Từ đây bị vuông góc lên. Này là S. Được chưa? Cái hình chưa ra gì hết. Tính thể tích của ABCDEF là tính hết luôn á. Rồi nối lại. Nối lại. Nối hết lại, đúng không? Đấy, nối hết lại. S ABCDEF. Rồi nếu mà thầy đọc như thế này thì dễ chịu hơn nè. S DCEF AB. Đấy thì cái hình của chúng ta là chia như thế này. Đây. Cái mặt phẳng màu đỏ sẽ chia làm hai hình cho dễ tính. Có thấy được không? Thấy được chưa? Rồi dễ tính hơn đúng không? S CD FE cộng với AB CD FE. Đấy, V còn. V còn thì bằng. V còn thì bằng S của CDFE ha, CDFE cộng cho V của AB CDFE. Được không? V còn là cái khúc ở phía trên cộng với khúc ở phía dưới. OK không? Rồi cái này tính dễ dàng phải không? Người ta bảo là mấy cái thằng này cạnh một hết. Được không? Rồi cái nào dễ tính trước nhé. V của AB CD FE biết bằng bao nhiêu không? Nó chính là gì? Một nửa của hình lập phương. Được không? Nó là một nửa của hình lập phương. Nó là một nửa của cạnh mũ 3 chính là 1/2. Ổn không? Rồi bây giờ cái cần tính tiếp theo là v của ai? Cái cần tính tiếp theo là v của ai? V của ai trả lời mau. V của x DCEF bằng 1/3 khoảng cách từ x đến mặt màu đỏ. Đúng không? Và nhân với diện tích của CDFE. Được không? Bằng 1/3 khoảng cách từ x đến mặt màu đỏ thì nó sẽ bằng khoảng cách từ đâu? Từ B. Đúng không? Tại vì B với x đối xứng mà. Được không? Đối xứng khoảng cách từ x bằng khoảng cách từ B. Khoảng cách từ B đến mặt màu đỏ nhân với diện tích của CDF.
CDEF là hình gì đây? Nó chính là hình chữ nhật. Được không? Nó chính là hình chữ nhật. Ổn không? Vậy diện tích hình chữ nhật thì bằng dài nhân rộng thôi. Cạnh này là 1, cạnh này là 1. Thì cái cạnh này sẽ là con này vuông nghe. Chứng minh được dễ lắm. Bạn vẽ hình lập phương ra bạn thấy à. Bạn vẽ nguyên cái hình lập phương ra bạn thấy góc chỗ này sẽ vuông. Tại vì CD nó vuông góc đường này, nó vuông góc cái đường này nữa nè. 1, 1, Pythagore, thằng này là căn 2. CE là căn 2, thằng này là 1. Như vậy, diện tích hình chữ nhật bằng dài nhân rộng bằng căn 2. Được chưa? Còn khoảng cách từ B đến mặt phẳng màu đỏ thì chúng ta vẽ sao? Từ này vẽ vuông góc lên đây. Đúng không? Rồi, là BH. Tại sao BH lại vuông góc với CDFE? Vì BH vuông góc với EF là do EC là do chúng ta kể. BH vuông góc với đường thứ hai là CD. Vì CD vuông góc với mặt BCE. Kịp không? Rồi, ghi ra đây đi. CD vuông góc với BCE. Thì khi đó CD sẽ vuông góc với BH này. Rồi BH nó là vuông góc với EC. Đấy, BH nó vuông góc hai đường rồi đấy. Được không? Thì khi đó là 1 chia BH bình bằng 1 chia A bình cộng 1 chia A bình. Thì suy ra BH bằng 1 bằng 2 lấy căn nữa. Căn 2 chia 2. Hình dung được không? Căn 2 chia 2. Nhưng mà thầy ghi vô đây là 1 phần 3 nè. Căn 2 chia 2 nè. Nhân với căn 2 nữa nè. Căn 2 nhân căn 2 là 2 chia 2 hết 1 phần. 1 phần 3. Được chưa? 1 phần 3. Như vậy đây là 1 phần 2 cộng thêm cho 1 phần 3. Được không? Và nó sẽ ra là 5 phần. 5 phần 6. Như vậy đáp số của bài này là 5 phần. 5 phần 6. Rất vui mừng. Có đáp số là câu D. Ok chưa? Câu 21 là câu D nhé. Tiếp tục ta sẽ đến nội dung câu 22. Cho lan trụ tam giác đều ABC, A', B', C' có AB bằng 2 căn 3. AA' bằng 2. Lan trụ tam giác đều là lan trụ đứng nhé. Cạnh đáy là 2 căn 3, đường cao là 2. M là trung điểm của A', B'. Đây là M. NP. Tham khảo hình vẽ bên, người ta cho bạn hình vẽ rồi. Tính cosin góc giữa hai mặt phẳng. Rồi góc giữa hai mặt phẳng. Hình này người ta vẽ cái cạnh dài nhất ra ngoài cho nên hơi khó nhìn một chút ha. Vẽ cạnh dài nhất ra ngoài nè. Hơi khó nhìn. Thầy sẽ vẽ lại cho cái cạnh dài nhất nó. Nó nằm trong nhé. Được không? Câu 22. Chúng ta hay vẽ là cạnh dài nhất đưa vào trong. Được không? Nhìn nó thoáng cái hình hơn. Này là A, B, C, A phải, B phải và C phải. Có cạnh đáy là 2 căn 3. Còn chiều cao là 2. M là trung điểm của A phải, B phải. M nằm đây. N là trung điểm của A phải, C phải. N nằm đây. Và P. P là trung điểm của BC. Đây, P là trung điểm BC. Đấy, mặt phẳng MNP. Nhìn nó gọn gàng hơn đúng không? Rồi, tiếp theo là A, B', C'. A, B' và C'.
Rồi, mặt phẳng MNP chúng ta có thể mở rộng nó ra là MNCP, được không? MNCP, sau đó cho giao với lại AB phẩy C phẩy, cố gắng tìm tìm giao tuyến, đúng không? MNP với lại là đây thầy vẽ MNP nhé, nè thấy MNP không? Được không? Mặt phẳng MNP thì có thể cho nó là trùng với lại là MNCP, được không? Rồi nhu cầu là mặt phẳng MNCP. MN đây, MNCP được chưa? Được không? Rồi tiếp theo là mặt phẳng AB phẩy C phẩy. AB phẩy C phẩy đây, được không? AB phẩy C phẩy, thấy được chưa? Rồi hai mặt này sẽ có giao giao tuyến là cái điểm chỗ này. Rồi mục tiêu của chúng ta là làm gì nữa? Kiếm hai đường cùng vuông góc với giao tuyến tại một điểm, đúng không? Kiếm hai đường cùng vuông góc với giao tuyến tại một điểm. Đây giao tuyến được không? Rồi khá là khó đúng không? Thấy được không? Kiếm hai đường. Đó khi mà gặp tình huống nó hơi khó thôi nha, nó hơi khó như thế này thì chúng ta sẽ nghĩ đến một phương án an toàn hơn, gọi là tọa độ hóa nha. Tọa độ hóa có nghĩa là chúng ta sẽ làm gì? Ghép cái hệ trục vô nha, ghép cái hệ trục vô đầu tiên chúng ta phải tìm cái điểm mà nằm ở trong đáy mà nó có nhiều đường vuông góc. ABC là tam giác gì? Tam giác đều. Tam giác đều thì chỗ nào vuông góc? Thì câu trả lời chính là AB. Được không? AB vuông góc. Từ B này thì dựng thẳng đứng lên. Đấy. Bạn thấy có đủ 3 đường đôi một vuông góc chưa? Là PA, BC và P gì đó. Đúng không? Và hôm nay là X nè, Y nè, Z nè. Điểm P là trùng với góc O nhé. Ổn không? Tọa độ hóa có nghĩa là bây giờ thầy cần phải đi tìm tọa độ của MNP. Tìm tọa độ của MNP. Điểm M của chúng ta sẽ có tọa độ là bao nhiêu? Rồi điểm M. Giờ quan sát M nhé. M đang nằm trên mặt phẳng nào? M chưa nằm trên mặt phẳng nào hết, đúng không? Chưa nằm trên mặt phẳng nào hết. Như vậy muốn tìm tọa độ của M á thì chúng ta phải hạ vuông góc xuống. Tất nhiên M là trung điểm thì xuống đây cũng là trung. Trung điểm, hiểu không? Rồi muốn tìm X thì hạ vuông góc xuống. Đấy, như vậy hoành độ của M là một nửa của AB. Vấn đề là AB là bao nhiêu? PA là đường cao tam giác đều là bằng cạnh nè nhân căn 3 chia 2 rút gọn 2, căn 3 với căn 3 là cộng 3. Như vậy hoành độ của M là nhiêu? Là 3/2. Tại vì cái khúc này là 3 mà, được không? Còn tung độ từ đây giống vô nguyên cái đoạn này là 2 căn 3, một nửa là căn 3, một nửa nữa là căn 3 chia 2. Vì nó nằm ở bên bên cái hướng âm cho nên nó là gì? Trừ căn 3 chia 2. Được không? Trừ căn 3 chia 2. Phương pháp này khá hay nhé. Bạn có thể cứu cánh lúc mà bạn bí tưởng khi bạn làm một bài hình không gian cổ điển, được không? Khi gặp hình không gian cổ điển mà bí tưởng thì chúng ta sẽ nghĩ đến tọa độ hóa. Cứ kiếm 3 trục OXOYOZ đôi một vuông góc là được. Rồi còn chiều cao của nó, bằng khúc này chính là bằng 2. Xong M tiếp theo tới N. Điểm N, N đây.
Bây giờ n có nằm trên mặt phẳng nào không? Câu trả lời là không, đúng không? N hạ vuông góc xuống đây thì nó ra ngay trung trung điểm, đúng không? Muốn tìm hoàn thì bỏ vô đây bao nhiêu, muốn tìm hoàn bỏ vô đây là nhiêu, là cũng là 3/2. 3/2 tung, tung là nhiêu, tung vô này là căn 3/2, còn cao là 2. Điểm cuối cùng là điểm P. Điểm P rất dễ là 0, 0 và 0. Được không? Bây giờ muốn tìm vector pháp tuyến của mặt phẳng MNP, chúng ta sẽ tính PM và PP. Thầy sử dụng điểm P vì nó là 0, 0, 0. Cho nó dễ nha. Vector PM. Vector PM là 3/2 trừ căn 3 chia 2 với 2. Vector PN. Vector PN là 3/2 căn 3 chia 2, đây trừ nhé, với 2. Rồi có hướng của PM với PN thì bằng PM với PN, lấy có hướng chia thằng đầu lại thì ra là trừ căn 3, rồi lại trừ thêm căn 3 nữa là trừ 2 căn 3. Được không? Chiên giữ lại, chiên giữ lại là nhiêu, là 3, 3 trừ 3 là 0. Được không? Chiên cuối cùng lại là 3 căn 3 chia 4 trừ cộng cho 3 căn 3 chia 4 thì nó ra là, rồi lấy máy tính bấm nha, 3 căn 3 chia 4 cộng 3 căn 3 chia 4, 3 căn 3 chia 4 đây, chiên cuối cùng lại nè, 3 căn 3 chia 4 trừ với trừ thành cộng, cộng 3 căn 3 chia 4 cộng 3 căn 3 chia 4 ra 3 căn 3 chia 2. Được không? Ra 3 căn 3 chia 2. Hình dung được không? Vì cái vector này khá xấu cho nên thầy sẽ nhân với một bội số bao nhiêu á để tìm được vector pháp tuyến N nè. Cho nó đẹp đẹp chút. Thầy sẽ nhân thêm cho căn 3 nè. Được không? Nhân thêm cho căn 3. Nhân thêm cho 2 căn 3 để cho mất số 2 này luôn. Nhân thêm cho 2 căn 3 nhé. Được không? Hay là nhân mấy? Rồi kiểm tra lại nè. M là trung điểm của, có thể bị đúng hình chưa nè, A phải B, B phải N là trung điểm của A phải C, C phải, nhiều khi sai mất công. P là trung điểm của B, BC. Tính cosin góc tại bởi hai mặt phẳng A, B phải, C phải và MNP. Điểm M hạ xuống đây, hoàn là 3/2, tung là trừ căn 3 chia 2, chính xác rồi, còn cao là 2. Anh này tương tự, hạ xuống đây hoàn là ok. Tính thì chúng ta sẽ chia chiên đầu lại nè, này là trừ căn 3, trừ thêm cho căn 3 nữa là trừ 2 căn 3, chiên giữ lại là 0, chiên cuối cùng lại là 3 căn 3 chia 4 cộng 3 căn 3 chia 4 ra 3 căn 3 chia 2. Giờ làm đẹp cái vector này đi, nhân cho căn 3 cho nó đẹp nha, nhân cho căn 3 cho nó đẹp thì ở đây còn lại là trừ 6 đi nghe, 0 nhân căn 3 là thành 9, đúng không? Phần 2, đúng không? Rồi có thể làm đẹp nó lại là cho nó đẹp hơn nữa, là thành là trừ, nhân số 2 lên đây luôn là trừ 10, 12, 0 và 0, 9.
Mày hiểu ý tưởng làm đẹp không? Nhân cho 2 á. Rồi, lại đem đi chia cho 3 thôi, chia cho 3 thì cái vector n của chúng ta sẽ là 4 0 và trừ 3. Ổn không? Số cho nó đẹp lúc sau dễ tính. Còn không bạn để như thế này cũng được, không sao hết. Nha. Như vậy kết quả của tôi là 4 0 trừ 3. Được không? Nhân với bộ số mà những cái vector này cùng phương mà. Nhân hay chia cho một số khác không là được. Rồi, như vậy nhớ nha, vector pháp tuyến của MNP là 4 0 trừ 3. Tiếp tục thầy sẽ tìm vector pháp tuyến cho AB'C'. A này, điểm A là nằm trên OX 3 0 0. B phải đang nằm trên mặt phẳng O Y Z thì x bằng 0. Y của nó sẽ là trừ căn 3, còn cao là 2, đúng không? C phải đang nằm trên OY thì hoàn của nó là 0. Y của nó là căn 3, còn cao là 2. Rồi tính thôi, cái này dễ hơn cái mặt phẳng lúc nãy đúng không? AC phải thì ra là trừ 3 căn 3 và 2. Rồi AB phải thì ra là nhiêu? Là trừ 3 trừ căn 3 và 2. Bắt đầu tính có hướng của AC phải với AB phải được không? Vâng. Chia cột đầu lại là 2 căn 3 là 4 căn 3. Chia cột giữa lại là 0. Được không? Và chia cột cuối cùng lại là 3 căn 3 cộng 3 căn 3 là 6 căn. 6 căn 3. Được không? Thầy lấy vector M cho nó đẹp đẹp chút nhé. Chia cho 2 căn 3 thì còn lại là 2. Đúng không? Chia cho 2 căn 3 còn là 2 không? 2 không 3. Đấy, vector cho nó đẹp đẹp chút. Ổn không? Ổn chưa? Hình dung được không? Rồi, như vậy bây giờ người ta yêu cầu tính cos nè. Cos alpha thì bằng trị tuyệt đối của M nhân N chia cho độ dài của M nhân độ dài của N bằng, đẹp như thế này tính tay cũng được nè, trị đối của lúc nãy vector lúc nãy là thầy ghi ra đây luôn nhé, nó là 4 0 và trừ 3. 4 x 2 là 8 nè, 0 x 0 là 0. Rồi 3 nhân là trừ 9 nè. Căn của 4 cộng với 9 là 10, 13 nhân căn của cái này là 5. Đúng không? Đúng chưa? Rồi, lấy máy tính bấm ra. Ở trên tử là 1 chia cho 5 căn 13. Kết quả là căn 13 phần 65. Ok. Căn 13 phần 65. Như vậy đáp án của câu 47 là câu của B. Bạn hình dung được kỹ thuật chưa? Nhưng đầu tiên là nhắc lại kỹ thuật nha. Là bạn phải kiếm một cái hệ trục làm sao cho nó có 3 đường đội 1 vuông góc. Nếu mà chưa có thì phải kể thêm. Ưu tiên sẽ là vuông góc trong đáy. Đó là thứ nhất nha. Thứ hai, muốn tìm tọa độ của một điểm đó, đầu tiên xem nó có thể nằm trên 3 trục OX, OY, OZ hay không. Được không? Ví dụ nằm trên OX thì Y với Z bằng 0. Được không? Rồi thứ hai là chúng ta xem thử nó có nằm trên một mặt phẳng nào hay không. Ví dụ nếu nằm trên OX Y thì Z bằng 0. Được không? Còn thứ ba, khi chưa nằm trên thì sẽ kể vuông góc. Được không? Ok chưa? Tọa độ hóa thì bản chất là nó khá là dài, nhưng nó là cứu cánh cho chúng ta khi chúng ta làm những bài tập hơi phức tạp. Được không? Tại vì chúng ta không suy nghĩ ra liền được,
thì chúng ta cần phải tọa độ hóa, đúng không? Còn những cái bài khó khó như thế này mà chúng ta làm theo phương pháp cổ điển cũng khá là lâu. Còn chúng ta tính mà tọa độ tốt á thì sẽ ra nhanh chóng thôi nha, nhanh chóng thôi. Ok rồi, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở đề chính thức năm 2018 với mã đề 101.